Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Giấy lập thẻ được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Kẹo động vật được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Ngày xưa có hai vợ chồng chung sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng vì mãi không có con nên họ rất buồn. Một hôm, người vợ đứng bên cửa sổ nhìn ra mảnh vườn phía xa, bà choáng ngợp trước luống rau diếp tươi mơn mởn. Choáng ngợp trước luống rau diếp tươi mơn mởn và bỗng thấy thèm được ăn thứ rau đó. Dù biết đó là mảnh vườn của một mộ phù thủy, nhưng vì rất mực yêu thương vợ nên khi trời sẩm tối. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Máy ảnh ý nghĩ được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Giấy lập thẻ được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Kẹo động vật được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Ngày xưa có hai vợ chồng chung sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng vì mãi không có con nên họ rất buồn. Một hôm, người vợ đứng bên cửa sổ nhìn ra mảnh vườn phía xa, bà choáng ngợp trước luống rau diếp tươi mơn mởn.
choáng ngợp trước luống rau diếp tươi mơn mởn và bỗng thấy thèm được ăn thứ rau đó. Dù biết đó là mảnh vườn của một mộ phù thủy, nhưng vì rất mực yêu thương vợ nên khi trời sẩm tối. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Máy ảnh ý nghĩ, được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.